có một vùng đất là bảo tàng ký ức của dân tộc. Có những tự hào được vun đắp từ ngàn năm lịch sử. Có một điểm hẹn hội tụ dòng chảy của truyền thống và hiện đại. Nơi giá trị văn hóa bắt nhịp sống tương lai. Diện mạo Phú Thọ hôm nay là kết quả của một quá trình đầy tự hào. Từ vị thế kinh đô Đại Việt đầu tiên đến trung tâm kinh tế năng động hàng đầu khu vực. Thế chân kiền vững chắc về tiềm năng bất động sản, golf và khu công nghiệp đưa Phú Thọ phát triển vượt trội như đại bàng sải cánh vươn xa. Hòa quyện giữa dòng chảy truyền thống và hiện đại, giữa cội nguồn với hội nhập, sự hiện diện của Vikram Square chính là hình ảnh đại diện cho Phú Thọ trong tương lai, giàu tiềm năng và bứt phá. Kết hợp hoàn hảo giữa chiếc mũ của vua Hùng đại diện cho sự uyên bác, trường tồn, cuộc sống vương giả và cuốn sử thi vàng son đại diện cho tri thức muôn đời. Bằng bàn tay và khối óc tài ba của đội ngũ Vic Group, Vikram Square được xây dựng với kiến trúc độc đáo, mang đến giá trị bền vững, khai mở chất sống biểu tượng tại vùng đất cội nguồn. Tự hào là tâm điểm kết nối, Vikram Square thu trọn vào tầm mắt chất sống hiện đại, sôi động của Phú Thọ. Tọa lạc ngay quảng trường Hùng Vương, Vikram Square không chỉ nối dài hành trình từ miền đất tổ để mở rộng cơ hội giao thương, thu hút đầu tư, mà còn là bảo chứng khẳng định giá trị biểu tượng, thịnh vượng và vững bền. Tháp trung tâm thương mại, tài chính và căn hộ đa chức năng Vikram Square được hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5 sao bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới. Đặc biệt hơn, lần đầu tiên tại Việt Trì xuất hiện một điểm đến vui chơi, giải trí, mua sắm đa sắc màu và lưu dấu ấn tự hào cùng chuỗi 68 tiện ích đặc quyền. Để ngắm nhìn những người thân yêu thả mình bên làn nước xanh mát hay dạo bước trong bích họa thiên nhiên. Để mỉm cười nhìn con trẻ vui đùa hồn nhiên, khám phá thế giới sắc màu. Để thư thái cùng ba mẹ bên bàn cờ trong nắng chiều hoàng hôn. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra thanh âm đẹp nhất của cuộc sống là tiếng gió reo vang, bản nhạc dịu dàng, là tiếng cười rộn ràng trên cao độ độc bản. Bản hòa ca cuộc sống tại Vikram Square còn trở nên trọn vẹn hơn bởi dòng sản phẩm đa công năng, sống, làm việc, kinh doanh trong cùng một tọa độ. Tôi chọn sống khỏe cho những phút giây bên gia đình. Tôi chọn đam mê cho những cú swing điệu nghệ. Tôi làm việc mình thích tại nơi tôi yêu, bên người luôn thấu hiểu. Một cho tất cả tại Vikram Square. Viết tiếp câu chuyện ngàn năm còn vang mãi, Vikram Square tự hào kiến tạo biểu tượng trên miền đất di sản. Vikram Square, kiêu hãnh miền đất tổ.